Audi trân trọng kính chào quý khách. Xin kính chào quý vị các bạn. Dung Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc Ford EcoSport, xe được sản xuất năm 2016, bản Titanium cao cấp. Trước mắt quý vị các bạn là chiếc xe gầm cao đô thị mini SUV 5 chỗ ngồi, số tự động, động cơ 1.5. Xe được sản xuất năm 2016, phiên bản Titanium cao cấp của Ford EcoSport. Xe có màu ghi xám. Được trang bị nhiều tính năng hiện đại và là phiên bản đủ nhất của EcoSport. Phiên bản Titanium được trang bị cảm biến lùi, camera lùi, 4 la răng đúc, xi nhan trên gương, chìa khóa thông minh, đề ấn nổ start-stop. Đây là form dáng của chiếc xe. Và bây giờ, để mà phân biệt được bản Titanium cao cấp và bản thường, nó có gì khác biệt và chiếc xe này được trang bị những gì, thì quý vị hãy cùng với cả Dung Audi đi kiểm tra một vòng, xem một vòng xem là trang thiết bị nó như thế nào. Đầu tiên thì quý vị sẽ nhìn thấy ngay là xe được trang bị 4 la răng đúc, cảm biến lùi, camera lùi. Đây, camera lắp ở dưới này bạn nhé. Đây. Và xe được trang bị xi nhan trên gương, chìa khóa thông minh. Trong xe được trang bị gương kính chỉnh điện, đèn pha tự động, vô lăng tích hợp bàn phím, đề ấn nổ start stop, đầu CD 6 đĩa nguyên bản theo xe. Và chủ nhân đã lắp thêm một cái màn hình cảm ứng camera lùi, điều hòa tự động, số tự động, động cơ 1.5, ghế da nguyên bản, táp ly táp lô hai màu, màu đen và màu xám, trần nỉ nguyên bản, cửa sổ nóc, 7 túi khí. Đấy là những cái trang thiết bị của chiếc xe này Ford EcoSport bản Titanium, sản xuất năm 2016. Bây giờ các bạn cùng với Dung Audi đi sẽ xem lại nội thất, rồi là kiểm tra về mặt kỹ thuật của xe. Các bạn xem lại nội thất, sau đó chúng ta sẽ xem về mặt kỹ thuật của xe nhé. Chúng ta sẽ xem về mặt kỹ thuật của xe. Kỹ thuật của xe thì chúng ta sẽ xem về phần chỉ của cánh bên phụ. Đây, phần chỉ cánh phụ đây ạ. Tiếp đến là chúng ta xem về phần tai, phần bản lề. Rất ok, không mất phần chỉ nào. Tiếp đến là chỉ của cánh sau bên phụ. Đây, chỉ cánh sau bên phụ, phần tai và phần bản lề còn nguyên zin hết. Đây là phần cốp, đinh tán này. Đây là đinh tán của xe này, các bạn nhìn này. Phần đinh tán đây, tất cả còn nguyên si hết. Bên này cũng vậy. Bản lề này, ốc bản lề này, ốc bản lề cốp này còn nguyên zin chưa mở này, đinh tán này, tất cả còn nguyên. Thế còn về phần cái chiếc xe này ấy, thì cái loại xe này là xe cốp của nó là gấp mép, không có chỉ các bạn nhé, gấp mép và không có chỉ. Đấy, toàn bộ xe như thế này là cốp của nó là gấp mép, không có chỉ đâu. Bạn nào mà tìm chỉ của EcoSport thì chỉ cốp của nó thì sẽ không bao giờ tìm thấy.
mà nó sản xuất theo diện dạng là gấp mép như thế này. Và bây giờ chúng ta sẽ xem khoang cốp. Đây, đây là khoang cốp nhá. Nó chỉ có bỏ đồ thôi, còn lốp dự phòng nó treo ở sau xe. Đây là chỉ có bỏ đồ như thế này thôi, các bạn nhìn thấy ạ. Cái phần tôn của khoang cốp thẳng phiu, gân gờ đều, đinh tán nguyên nhá. Tức là không bị đâm va phần cốp. Đây là phần chỉ của cánh sau bên lái. Phần tai và phần bản lề đây. Đây là chỉ của cánh lái ạ. Phần tai và bản lề. Sau khi mà đi kiểm tra một vòng bốn cánh và cốp thì rất là ok rồi, không bị mất phân chỉ nào cả, không bị đâm đụng gì cả. Thì chúng ta sẽ đến phần khoang động cơ của chiếc xe và phần đầu của chiếc xe. Đây là phần đầu cũng như là khoang động cơ của chiếc xe. Thì riêng đối với dòng EcoSport thì chúng ta chỉ kiểm tra được gấp mép thôi. Tức mà gấp mép thì chúng ta cũng dễ nhìn hơn là chỉ luôn. Gấp mép này chúng ta chỉ cần nhìn cái gấp mép này, nó vuông thành sắc cạnh, nó không bị bóp méo. Bởi vì nếu như bị đâm va thì sẽ bị bóp méo, phải nắn lại thì sẽ nhìn thấy vết nắn luôn. Chúng ta chỉ cần nhìn nó vuông thành sắc cạnh như thế này là ok các bạn nhé. Đấy. Tiếp đến là phần răng. Các bạn nhìn thấy phần răng này, phần tai này còn nguyên si, ụ giảm sóc này. Đây phần răng dưới. Càng sắt si ở dưới đây, càng sắt si dưới này. Bên phụ ở bên đây là bên phụ đây, ụ giảm sóc này. Phần tai này, răng này. Đây. Rồi càng sắt si này. Tất cả nguyên si. Sau khi mà kiểm tra về mặt thân vỏ của chiếc xe thì xe là không bị đâm va, không bị tai nạn, thì chúng ta kiểm tra đến phần động cơ. Thì phần động cơ của chiếc xe này các bạn nhìn thấy là máy số là sạch sẽ, không bị hở răng, không bị hở phớt, xe còn nguyên vết bụi của thời gian. Xe không bị hở răng, không bị hở phớt, còn nguyên vết bụi thời gian. Và xe sản xuất năm 2016, máy zin chưa mở các bạn nhé, máy còn zin chưa mở. Vậy là sau khi cùng với cả Dung Audi đi kiểm tra một vòng về thân vỏ và động cơ cũng như là trang thiết bị của chiếc xe, thì chúng ta đúc kết lại một chiếc Ford EcoSport sản xuất năm 2016 phiên bản titanium cao cấp, được trang bị 4 la răng đúc, xinh nhan trên gương, cảm biến lùi, camera lùi, gương kính chỉnh điện, vô lăng tích hợp bàn phím, đầu CD 6 đĩa, màn hình camera lùi, điều hòa tự động, động cơ 1.5, số tự động 5 chỗ ngồi, gầm cao mini SUV. Xe hiện nay đang được bán với giá tiền 435 triệu đồng. 435 triệu là giá của chiếc Ford EcoSport màu lông chuột hay là màu ghi xám, màu nòng súng như các bạn nhìn ở đây. 435 triệu đồng 2016 bản titanium cao cấp. Xin mời quý vị về xem xe, kiểm tra xe, test xe và chạy thử xe trực tiếp tại cửa hàng chợ ô tô số 1 Hải Dương, địa chỉ 14.3 Đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương. Số điện thoại liên hệ trực tiếp với Dung Audi 0855 966 966. Các bạn đừng quên bấm vào đăng ký kênh để nhận được thông báo mỗi lần có video mới
mỗi lần có những chiếc xe mới về và mỗi lần Dũng Audi livestream báo giá trực tiếp, quý vị đều nhận được thông báo. Quý vị chỉ việc bấm vào thông báo thôi là sẽ xem được luôn. Vì vậy để cho tiện cho theo dõi, hãy bấm đăng ký kênh. Quý vị nào cần mua bán, trao đổi hay cần tư vấn, xin vui lòng nhắn tin vào Zalo hoặc gọi điện thoại trực tiếp 0855 966 966. Dũng Audi sẽ gửi video, gửi ảnh rồi là tư vấn cho quý vị qua Zalo cũng như là số điện thoại 0855 966 966. Dũng Audi xin trân trọng cảm ơn. Hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video clip tiếp theo. Thân ái, kính chào và hẹn gặp lại. Dũng Audi trân trọng kính chào quý khách.